Mình nói thật anh em nha, theo như mọi người thì việc gắn camera hành trình á, quan trọng nhất là gì? Camera giá rẻ hả? À không. Hình ảnh á, thì phải thật sắc nét hả? À không luôn. Hỗ trợ ghi hình đổ xe ngày và đêm 24/24. À không luôn. Đối với mình thì những cái xu hướng công nghệ phát triển nè, camera hành trình cũng vậy. Những camera hành trình á, phải tích hợp những cái công nghệ thông minh đi kèm. Vậy thì camera hành trình Blackview DR770X 2 channel DMS này tích hợp những công nghệ gì khiến cho mình thực hiện video này? Chắc chắn rằng mọi người hãy xem tình huống sau đây sẽ giúp cho anh em lý giải được những cái thắc mắc đó. Lái xe ngày xưa kiểu Bay ơi. Vậy anh. Ừ rồi. Tập trung lái xe đi anh. Ờ. Được rồi. Trời ơi, lái xe mà ngủ. Trời ơi. Tỉnh dậy, tỉnh táo lên anh. Lái xe mệt quá. Được rồi. Lái xe ngày nay kiểu sao lái xe mà không tỉnh táo hoài vậy anh? Em không cần cảnh báo đâu. Đo thấy chưa? Em chưa kịp cảnh báo thì camera hành trình Blackview DR770X 2 channel cũng đã cảnh báo rồi. Yên tâm. Lái xe ngày xưa kiểu bố mình gì nữa, lâu lắm vậy đi nhé. Lái xe vẫn tập trung cái chân vậy? Nhìn cái gì, kiếm cái gì ngoài đường vậy? Tập trung vô lái xe phía trước kìa. Thank you so much, ok. Lái xe ngày nay kiểu khoan đó, không cần nhắc nhở đâu. Camera hành trình Blackview DR770X 2 channel nhắc nhở luôn rồi. Ánh mắt ta chạm nhau. Mời đến. Anh em xem tình huống rồi đúng không? Anh em thấy sao? Đó. Giờ camera hành trình nó phải như thế đấy. Nó không chỉ đơn thuần là một cái camera hành trình để ghi hình khi mà anh em lái xe đâu. Như anh em biết đó, những cái camera hành trình truyền thống mà anh em đã sử dụng trước kia đều tích hợp những kết nối wifi cho phép anh em xem được những video trên thiết bị điện thoại di động. Hay là những camera hành trình còn tích hợp những cái công nghệ như là 4G hay là LTE trực tiếp trên thân máy luôn để giúp cho anh em xem những video từ xa qua hệ thống internet. Và tất nhiên Blackview là đơn vị tiên phong tích hợp những công nghệ này trên chính cái camera hành trình của mình. Và thời điểm hiện tại thì những cái công nghệ an toàn giống như là AI thông minh DMS cũng được Blackview tiên phong trang bị trên chính cái camera hành trình của họ. Và tất nhiên hàng loạt những cái tính năng, những cái công nghệ vốn có của nhà Blackview đều được trang bị trên chính cái camera hành trình của họ. Ví dụ như camera hành trình của mình trải nghiệm ngày hôm nay đó là camera hành trình DR770X 2 channel DMS. Được trang bị một cái camera trước có độ phân giải là Full HD 60fps với cái độ quét lên đến là 139 độ luôn nha mọi người. Còn một điều nữa, camera hành trình này còn sử dụng cảm biến của Sony Starvis luôn nha. Các bạn biết rồi đó, cảm biến Sony Starvis thì quá sắc nét luôn. Đặc biệt là các bạn di chuyển xe từ vùng sáng vô vùng tối đó, vẫn đảm bảo cái sự sắc nét khi mà các bạn cần trích sức camera. Đó, có quá nhiều những cái tính năng, những công nghệ trang bị trên camera hành trình Blackview như thế này. Nhưng video ngày hôm nay mình không nhắc đến những cái tính năng cơ bản ở trên những chiếc camera hành trình của nhà Blackview nữa, mà mình muốn nhấn mạnh cho anh em những công nghệ AI, công nghệ thông minh DMS được tích hợp trên camera hành trình Blackview DR770X 2 channel DMS này. Một cái chi tiết nhỏ mà nếu như anh em chịu khó để ý là những cái camera hành trình của nhà Blackview á, nó sẽ có cái hậu tố là DMS. Điều này á, giúp cho anh em á, dễ nhận dạng hơn những cái công nghệ AI được tích hợp ở trên chính chiếc camera hành trình của mình. Và cái công nghệ AI nó giúp cho anh em vào những công việc gì khi mà sử dụng một chiếc camera hành trình? Tất nhiên rồi, trang bị nhiều cảnh báo thì anh em sẽ lái xe an toàn hơn. Và dễ nhận thấy nhất đó là trước mặt mình đây có trang bị một cái camera hồng ngoại. Nó sẽ giám sát gương mặt của mọi người. Và tất nhiên camera này cũng có tính năng là ghi hình toàn thể không gian nội thất của anh em khi mà anh em sử dụng cái camera này. Khi camera hồng ngoại nó giám sát gương mặt của anh em, nó sẽ theo dõi những cái cử chỉ hay là những cái cách lái xe của anh em hàng ngày, hàng giờ khi anh em vận hành chiếc xe. Và nếu như anh em có lơ là tí xíu thì nó sẽ đưa ra những cảnh báo. Và tất nhiên những cảnh báo như thế nào? Nếu như anh em lái xe mà có biểu hiện buồn ngủ nè, ngáp dài nè, hay là lơ là mất tập trung tí xíu đó, thì hệ thống sẽ cảnh báo ngay cho anh em bằng một tiếng bíp bíp hay là nhấp nháy đèn LED để nhắc nhở cảnh báo cho anh em nè. Và cái kiểu cảnh báo này sẽ giúp cho anh em lưu ý nghỉ ngơi hay là tập trung lái xe nhiều hơn để đảm bảo việc lái xe an toàn. Bây giờ mình ví dụ như mình đang lái xe nha, và sau đó mình giả vờ gọi là mệt mỏi nha, là mệt mỏi nè, đó, nhắm mắt lim dim nè, đó, nhảy không? Hệ thống DMS cảnh báo nhảy bằng tiếng bíp 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 là anh em tỉnh liền. Và chẳng những vậy mà các bạn còn thấy một cái đèn đỏ được chớp chớp trên đây nữa. Và những camera hành trình của Blackview này được tích hợp loud còn thông báo trên điện thoại nữa.
Đó, bây giờ mình sẽ thử giả vờ như mình đang ngó nghiêng đó, để mình mất tập trung, mình tìm địa chỉ nhà mà, mình đang lái xe mình tìm địa chỉ nhà mà. Đó thì sao đó, bíp liền mọi người, để nhắc nhở cho mọi người ha, tập trung lái xe đi, đừng có ngó ngơ nữa, đừng có nhìn lung tung nữa. Và nếu như các bạn hơi ẩu tính tí xíu, vừa nghe điện thoại vừa lái xe đấy, hệ thống cảnh báo liền, rất nhạy mọi người ạ. DMS ở trên DR770X hoạt động rất nhạy, rất chính xác và rất nhanh. Và những tình huống mà hoạt động nhanh như vậy nó giúp cho mọi người sẽ tránh đi những cái tình huống rủi ro đáng tiếc khi mà sử dụng những cái thiết bị ngoại vi. Và nếu như anh em đậu xe mà rời lấy ghế lái một tí xíu thì hệ thống nó cũng sẽ cảnh báo để cho mọi người biết là à, trong xe đang không có tài xế nha. Một cái tính năng nhỏ nữa nè mà mình thấy rất hữu ích khi mà mọi người sử dụng cái camera hành trình này á, cho mục đích là giám sát những cái anh lái xe phục vụ cho gia đình hay là cho con nhỏ nè. Đó là bắt buộc khi đeo khẩu trang. À, một số gia đình khó đó thì sẽ bắt buộc tài xế phải đeo khẩu trang hay là luôn giữ không khí xe trong sạch, không hút thuốc chẳng hạn. Thì khi mà tài xế ngồi vào ghế lái, camera hồng ngoại phát hiện tài xế không đeo khẩu trang thì hệ thống này cũng sẽ hoạt động, đưa ra những cảnh báo. Khi đó phụ huynh chúng ta sẽ phát hiện liền, à, lái xe không đeo khẩu trang đúng không? Và cái tình huống này sẽ cũng rất hợp thời khi mà trước kia chúng ta sẽ trải qua một cái thời Covid rất là dài. Và những cái tính năng này thì tất nhiên anh em cũng có thể tối ưu ở trong app được, để giúp cho cái quá trình cảnh báo nó sẽ ít đi, giúp cho tài xế đỡ khó chịu hơn. Và mình phải nhắc đi nhắc lại một lần nữa cho anh em biết rằng đó là những camera hành trình mà có kết nối cloud á. Thì những cảnh báo này á, ngoài việc có những thông báo bằng những tiếng beep ở trên camera hành trình ra đó, thì nó sẽ còn thông báo trên cái ứng dụng điện thoại. Anh em có thể check một list lịch sử những cảnh báo những cái lái xe mất an toàn khi mà sử dụng camera hành trình DR770X 2 channel DMS này. Mà nếu như công nghệ AI giúp cho anh em lái xe an toàn mà mình kể trên á chưa làm anh em hài lòng á, thì chưa hết đâu. Cái công nghệ LuckView Cloud á, giúp cho anh em quản lý chiếc xe từ xa một cách dễ dàng hơn. Nếu như camera hành trình LuckView của anh em mà chưa được trang bị những kết nối 4G LTE á, thì anh em cũng đừng có lo nha. Thì anh em cũng có thể trang bị thêm cái module phụ kiện là CM100G LTE thế này của LuckView luôn nha, cùng với cái SIM 4G được tích hợp bên trong, để anh em sử dụng cái tính năng là LuckView Cloud một cách dễ dàng. Chắc chắn rằng mọi người cũng thắc mắc là LuckView Cloud nó có tốn phí hay không? Tất nhiên là sử dụng những tính năng nâng cao thì phải tốn phí rồi. Nhưng cá nhân mình sử dụng cái bản miễn phí thì cũng vừa đủ sử dụng rồi. Một ngày mọi người có thể xem live view lên đến tận 10 phút luôn. Và dung lượng lưu trữ những cái sự kiện lên đến 5GB tha hồ mà sử dụng. Và trên ứng dụng này thì mọi người cũng có thể dễ dàng tải video về nè, hay là quản lý chiếc xe từ xa, thậm chí có thể nhận được những cái thông báo nếu như xe của mọi người gặp tai nạn hay là có cái tác động ngoại ý muốn. Và điều đặc biệt hơn hết là xe các bạn dừng đổ ở vị trí nào, nếu như có những cái va chạm, đâm đụng nhỏ nhỏ, những cái rung động thôi, thì camera hành trình này sẽ kết nối với cloud, sẽ gửi những cái thông báo trực tiếp trên thiết bị di động của mọi người. Đó, thì mọi người sẽ nhận được những thông báo đó. Mọi người có thể xem live view hay là xem lại, và thậm chí vào cái mục event, mọi người còn có thể xem được những cái video mà bị tác động như vậy nữa. Hết sức tiện lợi đúng không? Và điều tiện lợi này á, sẽ phù hợp cho mọi người sử dụng chiếc xe mà thuê tài xế chở gia đình hay chở dịch vụ. Và tất nhiên những người lái mới thì chắc chắn cần phải trang bị những cái thiết bị camera hành trình của nhà LuckView như thế này. Nói về camera hành trình của nhà LuckView thì mọi người đừng quên những cái giá trị cốt lõi mà cái camera hành trình của nhà LuckView mang lại, với những công nghệ rất là giá trị, giống như là công nghệ phạt bắt phi chẳng hạn. Các camera hành trình của LuckView đều được sở hữu và trang bị những công nghệ ghi hình trực tiếp quá đỉnh luôn. Lỡ như camera hành trình bị mất nguồn đột ngột, ví dụ như là anh em bị tai nạn chẳng hạn, thì dữ liệu luôn luôn được đảm bảo. Vì khi mà camera hành trình ghi hình rồi á, thì những cái data, những cái video đó luôn luôn được ghi trực tiếp vô cái thẻ nhớ luôn rồi. Với những cái camera hành trình khác trên thị trường á, thì nhà sản xuất luôn khuyến cáo là anh em nên format thẻ nhớ đâu đó khoảng 1 tháng một lần, hay là 6 tháng một lần, hay là 1 năm một lần, để giúp cho cái việc camera hành trình nó hoạt động một cách mượt mà và ổn định hơn. Nhưng với camera hành trình LuckView này thì các bạn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đó. Vì camera hành trình LuckView đều được trang bị công nghệ là Auto Format Free rồi. Sẽ tự động xử lý những vấn đề lỗi thẻ nhớ cho các bạn. Nếu như thẻ nhớ của các bạn mà bị lỗi mà không thể khắc phục thì camera hành trình sẽ cảnh báo cho các bạn biết. Anh em đừng quên rằng khi mà lắp camera hành trình trên xe, không chỉ để bảo vệ anh em khi lái xe trên đường, mà còn để giúp bảo vệ những chiếc xe đậu đổ như thế này 24/24 luôn. Nhưng khi xe đậu và đổ một chỗ như thế này thì camera hành trình làm sao mà có thể quay 24/24?
các bạn đừng lo, mình đã có giải pháp rồi. Đây, các bạn có thể dùng bộ nguồn này để đọc trực tiếp camera hành trình qua cổng cầu chì. Hoặc là các bạn có thể dùng bộ pin dự phòng của Zilin như thế này để cấp bộ nguồn ổn định cho camera hành trình của mọi người. Đây là cái giải pháp an toàn dành cho mọi người mà không muốn can thiệp nhiều vào hệ thống điện của anh em. Đấy, giải pháp đơn giản đúng không? Ngay bây giờ thì mọi người có thể dễ dàng và thoải mái sử dụng cái tính năng là Parking Mode dù xe của mọi người tắt máy như thế này rồi. Còn anh em quan tâm chế độ Parking Mode như thế nào đúng không? Đây cho anh em xem luôn. Chế độ này thì xe của anh em sẽ ghi hình 24/24 luôn nha. Và khi xe dừng 5 phút thì chế độ Parking Mode sẽ được tự động kích hoạt. Ngay lúc này thì chế độ ghi hình chỉ ghi hình có một khung hình trong một giây thôi, phát lại ở chế độ là 30 khung hình một giây. Nôm na dễ hiểu giống như một kiểu mà các bạn quay video thăm lắp vậy. Và với thẻ nhớ 32GB thì có thể lưu được đâu đó thời gian lên đến là 54 tiếng ở chế độ Parking Mode. Và nếu như ở chế độ Parking Mode này thì xe của anh em lỡ có va chạm thì thông báo cảnh báo sẽ được gửi về điện thoại của mọi người. Một điều anh em sẽ e dè khi lắp camera hành trình của mình qua cổng cầu chì sẽ dễ hết bình đúng không? Tất nhiên rồi, anh em đừng có lo, camera hành trình Blackview đã có công nghệ là bảo vệ bình ắc quy rồi. Mọi người vào cái ứng dụng để cài đặt thời gian ghi hình nè, khi tắt máy là bao lâu, anh em có thể chọn thoải mái luôn, 6 tiếng, 12 tiếng vân vân. Và kéo lên trên thì mọi người có thể chọn điện thế trung bình là khoảng bao nhiêu, ví dụ như ở đây mình chọn 12V, 12.1V, 12.2V chẳng hạn. Khi camera hành trình của anh em đến những ngưỡng nhất định thì hệ thống điện ở trên xe sẽ tự động ngắt. Điều này sẽ giúp cho bảo vệ bình ắc quy của anh em không bao giờ lo hết bình. Và tất nhiên anh em nào muốn sử dụng cái bộ pin Zilin này rồi thì không lo về chuyện hết bình ở trên xe của mọi người đâu. Nãy giờ mọi người xem video thấy những cái đánh giá, những cái chia sẻ của mình về camera hành trình, mọi người thấy đúng không? Đúng rồi, thời buổi này thì mọi người đừng lo. Giờ là lúc mà anh em hãy để những cái trang bị công nghệ trên camera hành trình một phần nào đó hỗ trợ cho anh em lái xe một cách an toàn hơn. Mà anh em biết đó, thương hiệu Blackview là một trong những cái thương hiệu toàn cầu rồi. Sử dụng thương hiệu Blackview thì anh em nhắc đến là anh em luôn luôn có cái sự tin tưởng ở trên những thiết bị Blackview. Nhất là các dòng camera hành trình của Blackview luôn hoạt động ổn định và lâu dài. Vậy nha.